Trước khi bắt đầu video này thì cũng xin thay mặt Cảm và toàn bộ ekip cảm ơn Thanh Hùng Fossil nó luôn đồng hành với Cảm. Xin chào toàn thể anh em đồng bóng thân thương theo dõi Cảm Show. Đây là một cái video khá là vui, tuy nhiên nó là một câu chuyện buồn với các cầu thủ. Khi mà chúng ta bị đau bụng á, thì chúng ta hay nói là bị Tào Tháo rượt. Và trên sân thì một cái cầu thủ mà có thể trong sân họ chạy không hết tốc độ tối đa, nhưng khi mà bị Tào Tháo rượt đến nơi thì chắc chắn bạn phải vận dụng hết tốc độ trong người của bạn có để mà chạy nhanh hơn anh Tào. Chúng ta hay có những câu nói là khi bạn mắc thì mọi chuyện trở nên bớt quan trọng, hay là thuyền ra đến biển còn chìm biết kìm làm sao. Hôm nay chúng ta sẽ điểm mặt những cầu thủ, những trường hợp nổi tiếng nhất, không chỉ riêng là cầu thủ thôi nha, còn có cả những trọng tài nữa, thì đang làm nhiệm vụ á trên sân á, họ lại âm thầm biến ra khỏi sân nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa và đột nhiên không thấy họ đâu luôn. Vậy thì những trường hợp nào bị anh Tào rượt nổi tiếng nhất, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem. Vị trí số 5, trọng tài rút thẻ đỏ với trọng tài. Các cầu thủ bị Tào Tháo rượt là chuyện hiếm, nhưng việc cái trọng tài bị dí thì nó lại càng hy hữu hơn rất nhiều. Tình huống này diễn ra ở trong trận cầu giữa Chaves và Nacional ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Trọng tài chính ở trận đấu đó đã phải rút thẻ đỏ trực tiếp cho vị trọng tài biên vì sự vắng mặt bất thường của ông khi trận đấu vẫn còn đang diễn ra. Cụ thể, vào phút 56, khi thủ môn đã định phát quả bóng lên bắt đầu một pha tấn công thì trọng tài chính bỗng thổi còi tạm dừng trận đấu. Ngay lập tức, trọng tài biên George Cruz thả cờ xuống sân và lao thẳng vào đường hầm trước sự ngạc nhiên và ngơ ngác của tất cả những cầu thủ trên sân, ban huấn luyện hai đội và cả những khán giả có mặt trên sân. Trận đấu bị gián đoạn tầm 3 phút, các cầu thủ có thêm thời gian để bàn thêm về chiến thuật thi đấu, trong khi trọng tài chính vừa cười vừa giải thích cho ban tổ chức và chỉ có nhu cầu giải quyết nỗi buồn mới đủ để khiến vị vua áo đen đứng bên ngoài đường biên của chúng ta phải xin tạm dừng và chạy ngay đi với nét mặt méo máu như vậy. Tình huống thật sự kết thúc khi trọng tài George Cruz ra lại sân và nhận chiếc thẻ đỏ bông đùa từ vị trọng tài chính. Như tiền đạo của Ajax Amsterdam đã nói, cầu thủ hay trọng tài đều là con người cả và ai cũng có nhu cầu giải quyết nỗi buồn của mình cả, bất chấp diễn biến trên sân có căng thẳng cỡ nào đi chăng nữa. Và nếu bạn để ý thì những cầu thủ sau khi giải quyết nỗi buồn và trở lại sân đều góp phần mang lại kết quả có lợi cho đội bóng của mình. Đó chính là những cầu thủ chúng ta sẽ đề cập ngay sau đây. Vị trí số 4, Quincy Promes thừa nhận trước các fan nhí. Tháng 11 năm 2019, Ajax Amsterdam đã tổ chức một buổi họp báo đặc biệt ở sân vận động Johan Cruyff. Tại đây, các cầu thủ nhí của đội bóng này sẽ đóng vai trò làm phóng viên và đặt câu hỏi cho những đàn anh ở đội 1. Và một cậu bé đã khiến cho cả khán phòng phải một phen phì cười với câu hỏi vô cùng ngô nghê, hồn nhiên nhưng lại rất thật. Anh đã bao giờ muốn đi vệ sinh trong khi trận đấu đang diễn ra hay chưa? Cảm giác đó như thế nào? Tiền đạo của đội bóng giàu thành tích nhất đất nước Hoàng Tulip đã xuống phòng trả lời câu hỏi đó, Quincy Promes, và cũng thừa nhận đó là một cảm giác mà chắc chắn các em không bao giờ muốn trải qua. Anh cũng đã từng bị một lần và nó không vui chút nào cả. Các em không thể chạy, chẳng muốn chạm bóng nổi nữa, nhưng việc này đôi khi vẫn xảy ra. Chúng ta là con người như nhau cả thôi. Đôi khi, việc muốn vào nhà vệ sinh trong một tình huống khẩn cấp, đó là việc mà mình phải tự cứu lấy bản thân của mình trước, và anh đã bị một lần rồi. Những chia sẻ của Quincy Promes có lẽ đã để lại những ấn tượng khó phai cho trải nghiệm một ngày làm phóng viên của những học viên nhí của câu lạc bộ Ajax. Vị trí số 3, Jorginho Wijnaldum trước trận với Bournemouth. Trong chiến thắng giòn giả với tỷ số 3-0 trước Bournemouth của Liverpool ở mùa giải 2018-2019, Jorginho Wijnaldum ngày hôm đó đã có một trận đấu chói sáng với sự cơ động trên hàng tiền vệ của đội bóng áo đỏ. Thậm chí, Gini còn trực tiếp đóng góp vào chiến thắng của đội khi chính mình lập công nâng tỷ số lên 2-0. Còn một chi tiết thú vị nữa mà chỉ được tiền vệ người Hà Lan tiết lộ sau khi trận đấu kết thúc, đó là bên cạnh sự cơ động của anh trên sân thì cái bụng của Wijnaldum cũng cơ động khi mà anh thừa nhận mình đã bị Tào Tháo rượt trong suốt hiệp 2. Tôi đã không thể tập luyện nổi vào hôm thứ sáu và chẳng thể ngủ được hôm trước trận đấu. Tôi bị tiêu chảy cả buổi sáng. Tôi vẫn cảm thấy rất mệt vì bị Tào Tháo rượt. Những toa thuốc của bác sĩ sẽ giúp ích được khá nhiều, nhưng vào giờ nghỉ tôi đã phải chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Lúc đó tôi tưởng như mọi thứ đã xong rồi. Tôi chạy thẳng vào trong và may mắn sống sót. Không những thế, Jurgen Klopp còn thừa nhận tiền vệ mặc áo số 5 còn phải nén cơn đau bụng và một vết đau khác ở đầu gối để có thể thi đấu cùng với các đồng đội. Và quả thực, những nỗ lực của Wijnaldum đã được đền đáp vô cùng xứng đáng. Vị trí số 2, Eric Dier trong trận derby London. Trong trận derby London không mấy đặc biệt ở vòng 4 cúp liên đoàn, khi mà Tottenham và Chelsea bất phần thắng bại với tỷ số 1-1 trong hai hiệp chính và khi Spurs giành chiến thắng. Trước khi Spurs giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4 ở loạt penalty và để tạo thêm nét chấm phá mới lạ trong trận derby giữa hai bên,
Eric Dier đã có một pha xử lý đi vào lòng đất, dở khóc dở cười ở phút 76 khi mà đội bóng của Mourinho đã bị dẫn trước với tỷ số 0-1 và đang dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ, thì Eric Dier bất thình lình bỏ vị trí âm thầm và lao vào đường hầm. Ban đầu ai cũng tưởng huấn luyện viên người Bồ Đào Nha dùng quyền thay người để rút Eric Dier ra sân, nhưng người ta nhìn thấy cựu huấn luyện viên của Man United bỗng chạy vào đường hầm và hét lớn tên của trung vệ người Anh sau khi kết thúc tình huống tấn công của Chelsea. Tình huống đó được người trong cuộc giải thích sau khi trận đấu kết thúc. Người đã nói rằng Eric Dier đang bị Tào Tháo rượt, không thấy kim lại nên đành bỏ dở nhiệm vụ để xả nước cứu thân, và ông thầy người Bồ phải chạy vào thúc giục cậu học trò. Tôi phải tạo áp lực để cậu ấy quay trở lại càng nhanh càng tốt, Mourinho phát biểu sau trận đấu. Biết là người thầy của mình không hài lòng lắm về hành động trời ở đất hỡi của mình, Eric Dier cũng không biết làm gì hơn ngoài việc thừa nhận. Mourinho không được vui, nhưng tôi không thể làm cách nào khác được, nhu cầu tự nhiên mà. Tuy nhiên, có lẽ trung vệ người Anh sau khi đi vệ sinh xong như trút bỏ được gánh nặng. Anh thi đấu vô cùng chắc chắn sau khi trở lại và cũng là người thực hiện thành công quả sút luân lưu cuối cùng để đưa đội bóng của Mourinho đến với chiến thắng chung cuộc. Eric Dier cũng nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hôm đó. Dier không quên chụp một bức ảnh khi mình đứng gần khu vệ sinh cùng với danh hiệu vừa nhận được như một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp. Vị trí số 1, Sergio Ramos trong trận đấu với Eibar. Ở chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Eibar vào tháng 3 năm 2016, Sergio Ramos vắng mặt trên sân trong một vài phút và lý do cho sự vắng mặt đó được anh tiết lộ sau trận đấu. Cụ thể, khi trận đấu đang diễn ra ở phút 73, tỷ số đang là 1-1, đội trưởng của Real Madrid cảm thấy cồn cào ở bụng và đã thì thầm với trọng tài. Và sau khi nhận được cái gật đầu từ vị trọng tài, trung vệ người Tây Ban Nha nhanh chóng tức tốc lao ra khỏi sân với một đôi chân khép nép. Sự vắng mặt của Ramos buộc đội bóng của Zidane phải chơi với 10 người trên sân trong vòng vài phút. Thậm chí, ngay cả Zidane còn không biết điều gì đang xảy ra với Ramos và vô cùng lo lắng bởi huấn luyện viên người Pháp đã sử dụng hết 3 quyền thay người. Nhưng may mắn thay, đội khách cũng không thể xuyên thủng màn lưới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong thời gian mà Ramos đang chiến đấu với tử thần ở bên ngoài. Sau khi trận đấu kết thúc với bàn thắng ấn định tỷ số của Cristiano Ronaldo, thì Zidane mới tiết lộ sự vắng mặt của Ramos là được thiên nhiên phải gọi. Không có gì đáng để chúng ta bàn bạc ở đây cả. Ramos hơi xón ra quần một chút bởi vì cậu ấy phải hơi gấp. Trong hơn 550 trận trong mùa áo Real Madrid, đây là lần đầu tiên người ta chứng kiến Sergio Ramos vắng mặt vì lý do hài hước như vậy. Sau trận đấu, trung vệ sinh năm 86 cũng đã đăng một bài viết với nội dung khá dễ thương trên Instagram. Ra ngoài và trở lại, đồng đội ghi bàn, về nhà, tiếp tục tiếng gọi thiên nhiên. Vừa rồi, chúng ta vừa điểm qua top những màn Tào Tháo được nhanh nhất trong trong bóng đá hiện đại luôn. Nếu mà các bạn thấy thích video này, nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký. Cảm ơn các bạn.